Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 21 tháng 6, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Xin sử dụng con, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Cô-rinh-tô nhất, chương 1, từ câu 26 đến câu 31. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhất, chương 1, từ câu 26 đến câu 31, bản truyền thống Hiệu Đính. Thưa anh em, hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi. Trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này. Không mấy ai có quyền thế, cũng chẳng có mấy người thuộc dòng quý tộc. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì đã có ra hư không, để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. Vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta. Cho nên, như lời đã chép, ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa. Câu gốc hôm nay được chép trong Cô-rinh-tô nhất, chương 1, câu 31. Ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa. James Morris từng được mô tả là một người mù chữ có trái tim ấm áp. Và Chúa đã sử dụng ông để dẫn Augustus Toplady đến với đức tin cứu rỗi nơi Chúa Giê-xu. Toplady là tác giả của bài thánh ca bất hủ Vần đá muôn đời vào thế kỷ thứ 18. Ông đã mô tả lại lúc ông nghe Morris giảng thế này: Kỳ lạ là tôi đã được đưa đến với Chúa giữa nhiều con dân Ngài đang nhóm họp tại một nhà kho và dưới sự chia sẻ của một người hầu như không biết viết tên mình. Chắc chắn đây là công việc của Chúa và điều đó thật kỳ diệu. Thật vậy, Chúa thường làm những điều kỳ diệu ở những nơi không ngờ và thông qua những người mà có lẽ chúng ta xem là không đủ tiêu chuẩn hoặc tầm thường. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 1, Phao-lô nhắc nhở các tín hữu rằng họ là một nhóm không mấy ấn tượng. Không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này. Không mấy ai có quyền thế, cũng chẳng có mấy người thuộc dòng quý tộc. Mặc dù các tín hữu người Cô-rinh-tô không có gì đặc biệt, nhưng bởi ân điển của Chúa, họ không thiếu bất cứ ân tứ thuộc linh nào và không hề vô ích. Và Chúa là đấng làm cho những kẻ khoe khoang phải hổ thẹn, cũng là đấng đang hành động giữa vòng họ và thông qua họ. Bạn có thấy mình bình thường, tầm thường hoặc thậm chí là kém cỏi không? Đừng lo lắng. Nếu bạn có Chúa Giê-xu và sẵn lòng để Ngài sử dụng, thì bạn luôn có đủ mọi thứ cần có. Nguyện lòng bạn sẽ thưa với Ngài: Chúa ơi, xin sử dụng con. Bạn có biết người nào đã được Chúa sử dụng cách âm thầm nhưng kết quả không? Bạn sẽ làm gì để tập trung vào những điều Chúa có thể làm thông qua bạn thay vì những gì bạn có hoặc không có? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Cha, xin tha thứ cho con vì con đã tập chú vào bản thân thay vì tập trung vào Ngài. Xin sử dụng con cho công việc Ngài, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube.
Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.